Nên mình được mấy ăn chung nha, cùng ba ăn chung. Nào mình mặn con rắn chung xong rồi bắt đầu mình dặn nó ra, đem ngực bầm nó ra. Bầm cho nát xương hết ha. Thấy có nhiều người ta để người ta lóc da, người ta để bầm riêng hết ha. Bầm chung được không? Được. Rồi, được rồi, nhiều quá. Đường. Kêu này kêu đường không? Ừ. Bây giờ mới vô ăn cho. Ừ.
hết chạy bi. Trời ơi, nhiều quá nó chạy ngay sao. Rồi, quá tiêu bi. Cho điều coi. Giỡn quá. Nhiều ép chắc để khoảng 10 phút, 15 phút ra thấm. Ra để đốt cái bếp lên là... Có cần bi thơm hành tỏi không? Khủng đi. Nướng mà. Nướng mà ha. Ừ. Nướng mà cũng thơm mà. Thơm quá, lốt nó thơm lắm. Ủa cái này mình có bỏ ngủ gì không? Giống như kiếm thật. Rồi đồng bán, quá trời. Có hai đồng bán. Lốp xong rồi, giờ mình lật cái lốp nè. Như em mình nè. Dạ, bỏ bên non, bỏ bên hồi mình dễ thấy Út rồi. Dạ. Dạ. Lấy hai gỗ hả? Thôi, cái được rồi. Ra lốt mà cuốn thịt bò nè. Hôm nay làm món gắn chung bầm ra cuốn ra lốt nướng. Ngon lắm á. Nhìn nó như chậu quá ha. Dạ. Thấy lại đi, chồng ơi, sợ hồi thiếu quá. Rồi có gì mình lựa ra, mình rửa xong rồi hồi mình lựa ra. Phải ra ngon mới lấy chứ. Sao không thấy lá non chân nha. Thấy lá già chứ hả? Ừ. Thank you.
cảm thông cái điều mập cho người ta chứ, cảm thông cho họ chứ tối không ăn nhiều nữa mập. Thật thà cho nên mình có sao nói vậy thôi bạn ơi, đừng nói nó mập nó hơi béo. Cú đi gái mày, cú ngay, cú thương sao mày. Đồng nó làm giống như là gói gói bì á. Ừ, nó gói bì á ha. Y hệt luôn rồi đó. Y hệt như bà Chính làm vậy đó. Cái quỳ cuốn cũng được đó. Có lý đó quỳ. Sau cả năm cuốn được rồi. Quý cái ăn cái lốt nào cho Quý? Ăn với bò hả? Nè thử ăn chung nha. Nó càng nhỏ dần ta. Nó cũng nhỏ nhìn nó dễ thương. Đây là cô gái chân ngắn đang nướng rán chung cuốn lá lốt. Chưa dần thơm hả? Chưa dần thơm à?
Không phải tao nóng quá. Ý tưởng người ta phong phú. Kiểu than ra bớt để nó khét đó. Xích bánh kìa đi Quý. Bà chạy chạy bè nha mày. Chị ngu quá như vậy. Bí. Giống như người chủ nó gói hả? Mà lẻ lẻ đấy, kem bánh nhân chết không được. Nướng nhở xa vậy? Chứ nóng quá mình ở xa đây. Gán chút nữa đi. Thì chút đi, chở cái thì xích lại. Bơm nổ đâu vậy? Kéo con nè, em với anh chơi kéo con. Rồi, rồi kéo giãn. Chắc là nghĩ bà hạ xuống chút quá Quý ơi. Đang sắp rụi rồi đó. Còn nhiều lắm mà. Gom vô quăng dùm cái cây trúc. Nó thanh niên thích keo. Hả? Thanh niên Tùng chỉ thích keo kìa. Mấy đứa chơi keo lắm. Chơi kê, kê, kê. Mắt trời đó là hùng điên mắt tửng. Chú nhóc mà không có xin hết keo rồi. Nhỏ lắm, mới nghe hết lá chuối luôn ấy. Cái trình cao quá. Con muốn làm người đẹp nhất nhất của YouTube đâu nha. Thì con xin ra bên đi. Mày là người mập nhất YouTube thì có. Đó phải hai cái cầu. Thấy hai cái đùi của thấy hai cái chân của Tùng không? Thấy luôn mặt là ta ói à. Thank you.
Rồi, cuốn đi nha. Cuốn trước đi rồi uống sao? Thầy bố giờ chơi bóc tay luôn, dùng đũa gì nè, thiếu khế ha, khế giờ hiếm. Khế giờ không ai trồng chứ. Chủ sĩ làm cú quốc ly trước đi. Chị uống nửa cái trước nha. Rồi đó. Uống đi. Này phun hay có lý nè. Làm đây đi. Đi 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 đi. Ừ. Đi ta làm. Cắm. Không nữa nha, có nhiều ngán chết. Trời, uống không có canh được. Lại rước mà luôn rồi đó quý ơi. Quốc phát thì cuốn luôn. Lì cũng tê. Ly nhỏ mà. Nó được ly sông hỉ cũng đã ha. Bây giờ muốn kiếm ly sông hỉ cũng hơi khó. Sao không? Đâu? Chợ bên nào một tủ quánh. Uống trà, ông thường uống trà hả?
Bình thường trong quán cuốn cái này vậy nó đâu có dính đâu. Đè lại cho dính. Yeah.